Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay lại để giới thiệu đến mọi người cái dự án ISO mang tên là Postcoin. Thì đây là cái giao diện của website postcoin.io. Thì thông tin chi tiết của dự án đúng không? Thì mọi người sẽ tìm hiểu trên website cũng như là các thông tin được cập nhật đúng không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu Postcoin là gì. Postcoin sẽ kết nối thế giới với lần đầu tiên đồng hồ sức khỏe kỹ thuật số đúng không? Giới thiệu một cái nền tảng gamification sức khỏe xã hội dựa trên blockchain. Thì cái dự án Postcoin này đúng không? Được đánh giá rất là cao và được thu hút bởi rất nhiều lượt quan tâm đúng không? Với cộng đồng Telegram lên đến hơn 65.000 người, Facebook hơn 55.000, Twitter hơn 35.000 và hơn 600 đúng không? Thì cái thang điểm đánh giá rất là cao, ISO Ben 4.7, ISO Check 5, Hacker 7.5/10, ISO Calendar US 5/5, ISO MAT 9.3/10, ISO Holder 4/5, New BTC 4.5/5, 2 score, ISO rating. Và thằng đối tác của công ty đây, thôi rất nhiều đối tác đúng không? PG, GSK, Pesco, Vodafone, đúng không? Rất là nhiều cái đối tác. Thì Bitcoin là gì? Thì chúng tôi đã xây dựng một cái nền tảng để thưởng cho các hoạt động thể chất. Postcoin là một cái nền tảng thưởng cho người dùng để cải thiện sức khỏe cá nhân của họ. Với 2 năm phát triển và một cái đội ngũ tuyệt vời thì Bot đã nổi lên như một cái nhà lãnh đạo ngành công nghiệp với hàng ngàn người dùng, khách hàng doanh nghiệp và quan hệ đối tác mạnh mẽ tham gia với chúng tôi khi chúng tôi cách mạng hóa công nghiệp cộng đồng, giữ cho phù hợp và luôn kết nối với đồng tiền y tế kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới. Đồng xu Bot chúng tôi đã cho ra mắt một cái hệ thống nền tảng thể lực dựa trên blockchain duy nhất cho phép người chơi kiếm tiền su bot trong khi đáp ứng được cái mục tiêu sức khỏe của cá nhân họ. Chúng tôi gọi đó là blockchain. Cái nền tảng bot cũng sẽ tổ chức các cái giải đấu thú vị và tương tác ngang hàng với các cái trận đấu và trò chơi ngang hàng được tài trợ của các cái thương hiệu. Thì chủ sở hữu bot coin sẽ không chỉ có thể sử dụng chúng để thanh toán cho nhiều sản phẩm, dịch vụ và giao dịch từ thị trường phi tập trung của bot, nhưng họ cũng sẽ thấy được cái giá trị tăng bot coin của họ do cơ sở người dùng ngày càng tăng nhu cầu và thông qua mã thông báo và nguồn cung hạn chế. Thì cái vấn đề giải pháp thì chúng tôi đã tìm thấy cách kết nối cộng đồng và doanh nghiệp trên cái cơ sở nâng cao sức khỏe toàn cầu. Sự gắn kết, gamification và loyalty là ba cái trụ cột chính cho bất kỳ thương hiệu doanh nghiệp kinh doanh nào. Thì không có một cái nền tảng cung cấp tất cả cái ba cái trụ cột cho doanh nghiệp và khách hàng thì bot giải quyết một trong những vấn đề lớn trong sức khỏe cá nhân, thiếu động lực để cải thiện sức khỏe cá nhân. Trong khi giải quyết vấn đề chính này thì giải pháp của bot cung cấp thành công câu trả lời cho một cái khoảng trống lớn và các cái điểm đau trong các cái hệ thống sinh thái y tế hiện đại như sự tham gia và lòng trung thành đối với các bên liên quan. Thì bot tạo ra một cái hệ sinh thái của quan hệ đối tác thực tế và các cái nhà bán lẻ, thương gia, doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ, công ty bảo hiểm và tích hợp công nghệ gamification, blockchain và công nghệ kế toán phân phối nhằm tăng cường mức độ tương tác và trung thành dựa trên cái sức khỏe cải thiện, đúng không? Thì Postcoin sẽ là một trong những cái mã hóa đầu tiên được phát hành trên nền tảng Wave và nền tảng Ethereum. Thì sử dụng cái một công nghệ mới mát mẻ bao gồm một cái giao diện web ví có khóa và các hợp đồng thông minh trên mạng Ethereum. Các mã thông báo bot sẽ tự động hoán đổi cho nhau từ blockchain này sang blockchain khác như mong muốn của người dùng. Cuối cả hai cái khối Ethereum và Wave đều có chức năng độc đáo. Hợp đồng thông minh của Ethereum mở đường cho những cái thách thức giải đấu giao dịch trên marketplace trong số trường hợp sử dụng khác, thì trong khi đó Wave cho phép tạo quản lý dễ dàng và nhiều tiện ích khác xung quanh chúng. Blockchain thì kép cung cấp cái sự ổn định và tính linh hoạt. Chủ sở hữu Postcoin sẽ có thể sử dụng những lợi thế của cả hai nền tảng, đúng không? Đây là phần 1 đúng không? Mình sẽ quay lại để giới thiệu cái phần 2 cho mọi người, đúng không?